tử giấc trần ai. Mong nhờ đốt quệ soi đường tôi, chớ nhiễm nghiệp phiền, chớ đắm say. Đắm say một phút cội lành xa, sớm tỉnh trì tâm trong quỷ tàn. Dòi gót theo thầy nương Phật cảnh, vui vầy xem hồi hồi long qua. Long qua tiên Phật đau ta bà, lừa lọc con lành dĩ quỷ ma. Nếu mãi mê mang mùi tục lụy, linh hồn chìm đắm chốn nơi hà. Lòng thầy chua xót. Ngô Văn Dũng đề nghị Quang Anh xin được trân trọng giới thiệu giáo lý viên Lê Văn Phàng đề nghị Quang Anh. Trong buổi thuyết giảng hôm nay, ban tổ chức chúng tôi còn được tiếp đón các ban trị sự xã, phường, thị trấn lân cận về đây tham dự, đề nghị quý vị nhiệt liệt hoan nghênh. Về phía địa phương, chúng tôi trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Hiệp, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, kiêm trưởng ban quản tự chùa Quê Viên, đề nghị hoan nghênh. Trong buổi thuyết giảng hôm nay còn có các vị là trị sự viên trong ban trị sự, các vị là thành viên trong ban quản tự, quý vị quan khách, quý vị mạnh thường quân tâm đạo, tổ từ thiện nhân đạo cùng quý đồng đạo về đây tham dự, đề nghị quý vị nhiệt liệt hoan nghênh. Tiếp theo là đến phần nghi thức tôn giáo, kính mời quý vị đồng đứng lên hướng tâm về lễ đài. Một phút trang nghiêm kính lễ Đức Phật, kính thưa thôi, kính lễ Đức Thầy, kính thưa xong, kính mời quý vị đồng an toàn. Tiếp theo là đến phần đọc diễn văn khai mạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý quan khách, quý đồng đạo kính mến, hôm nay trong bầu không khí trang nghiêm dưới hội trường buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, trước tiên tôi xin thay mặt ban tổ chức và ban trị sự trân trọng gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe, lời chào đoàn kết và lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Thưa quý vị, thật là một niềm cảm xúc to lớn đối với chúng tôi trong buổi thuyết giảng hôm nay. Sự hiện diện của các vị đại diện ban trị sự xã, phường, thị trấn, các nhà mạnh thường quân và chư quý đồng đạo đến tham dự, đây là niềm khích lệ tinh thần để chúng tôi có thể nỗ lực hơn trong việc phổ truyền chánh pháp của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Kính thưa quý vị, đối với đạo Phật giáo Hòa Hảo, việc truyền bá chánh pháp là một nhiệm vụ vô cùng thiết yếu. Bởi lẽ có hiểu đúng mới thực hành đúng tôn chỉ, có hành đúng tôn chỉ thì mới đạt kết quả giải thoát,
như Đức Huỳnh Giáo Chủ cho biết, ta yêu chúng viết ra giảng kệ, khuyên tăng đồ cùng các tín đồ nghe cạn lời, chớ có mờ hồ tìm hiểu nghĩa, làm theo đất đạo. Giáo pháp học Phật tu nhân, Phật giáo hòa hảo, vừa mang tính khế cơ khế lý, vừa phù hợp với tình hình thực tế và chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần phát huy giá trị đạo đức và tinh hoa văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh giàu đẹp. Đức thầy dạy nên bổn phận chúng ta phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng cái tinh thần từ bi bác ái được gieo rạy khắp nơi nơi trong bá tánh, như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại, và không đắc tội với kẻ đời sau vậy. Sự hiện diện của các ban trị sự xã bạn trong buổi lễ hôm nay cũng nói lên tinh thần đoàn kết nội bộ đạo để phổ truyền giáo pháp của Đức Thầy mà Ngài đã từng kêu gọi cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng với tín nữ thiện nam Phật giáo, nên cố gắng trao thân dình đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ tinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Với nghĩa nhân văn sâu sắc đó, ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Bình cùng tín đồ trong địa phương quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phổ truyền giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Đến đây, tôi xin thay mặt ban tổ chức trân trọng tuyên bố khai mạc buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo lần thứ 208 tại xã Phú Bình. Kính chúc buổi thuyết giảng thành công tốt đẹp, trân trọng kính chào. Nam mô A Di Đà Phật. Cảnh thiên trước thơm tho nồng nàn, chẳng ở yên còn xuống phàm trần. Ấy vì thương trăm họ vạn dân, nên chẳng kể tấm thân lao khổ. Hay là vì thể lòng từ bi bác ái, cùng thù đáp những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp giúp ta nương cậy tu hành, nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, ta hóa hiện ra đời cứu độ chúng sanh. Đó là đại ý trong bài Sứ Mạng của Đức Thầy do chính tay Ngài viết. Phần này chúng tôi trân trọng kính mời đồng đạo Trần Văn Thương thành kính đọc lại bài Sứ Mạng. Xin kính mời. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, lý thiên đình hoạt đình, cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Ta đây tuy không thể đem phát huệ linh, mà cố an tay quả chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên. Nhưng mà thương nghị sinh trong dòng đất Việt Nam này, trải qua bao kiếp trong địa cầu lăn lộn mây quen, tùy cơ phát chuyển kiếp luân hồi ở nơi hải ngoại, để thâu thập những điều đạo học kinh nghiệm huyền thâm. Lòng mê si đã diệt, sự dĩ kỷ đã tan, mà kể lại nguồn gốc phát sinh. Trải bao đời giúp nước chùa dân, cũng đều mãi chứng cư nơi đất Việt. Những tiền kiếp dầu sống cũng là dân quan đất Việt, dầu thoát cũng quỷ thần đất Việt chớ bao liền. Những kiếp gần đây may mắn gặp muôn sư, cơ truyền Phật pháp lộ nhuộm ân đức Phật, lòng đã quan đại từ bi. Hiện gì nỗi cảnh quốc pha gia dân mấy miền cơ đã đành, lập thương trăm họ dương cảnh đồ đau, vì sức sắc hương chúng sanh vàng khổ. Nghĩ lúc còn làm người trong diện tục, lăn lộn chung mấy đồ mà chẳng quản thân giúp tê cứu dân, dòng thân dị quốc huống chi nay cơ màu đà thấu tỏ, chân chiều hậu chân Phật nghe kinh, nhào vô tư hại
giáo khắp tiên bang, cảnh nan nhà của người liễu đau. Muôn nhà vô sự lóng sạch phạm tăng, sao chẳng ngồi nơi ngôi diện hưởng quả bồ đề trường thọ, mà bỏ len lỏi xuống trong hồng trần đang chịu cảnh chê khen. Vì lòng từ ai chứa chan, thương bất tưng tới hồi tay qua. Phật đã chỉ rõ mái diệu quyền, chuyện lập hội long quan, chọn đến tu hành cao công hòa, để ban cho sư vị sư ngôi. Người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi thân thứ gây cuộc hòa bình cho giảng quốc chư bang. Tiên tạo là xét định khắp chúng sanh trong thế giới, trong cái buổi hạ môn này sai mê vật dục chìm đắm trong biển lời danh. Ngay nên nghiệp hòa lúc trời đà chỉ tội, xét kẻ tiện căng tiệt người tội ác quá nhiều. Chư Phật mới ngủ lòng từ bi, cùng các vị chớ tiên lâm phàm độ thế, trước ra công cứu khổ, sao chỉ rõ cơ quyền. Quyền kẻ thế hướng thiện hoài đầu cái tà quy chân, thì mới mong thiên đình ân xa bớt tội căn, để kiếp trên long qua chầu Phật. Trước biết rõ luật trời thượng phạt, cùng hữu nghe Phật pháp nhiệm màu, kinh nghiệm bậc chân sư tu hành mau đắc quả. Sao là dân Phật quốc hưởng sự thái bình, bởi đời này pháp môn đế mà thánh đạo trăng dung. Người tâm trí đôi đen đời lắm ma dương hay rồi. Ta là một trong các vị cứu đời ấy, ai hiểu đạo lên quốc độ nào cũng phải trở về quốc độ ấy mà trở về nhân dân. Vì phải lòng từ bi đắc ái, cùng thù đắc nhiều linh hồn đã trở hiện trong nhiều kiếp, giúp ta cày tu hành. Nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, ta hóa hiện ra đời cứu độ sanh. Tuy là nhân dân mới rõ mắt, mà tưởng rằng ta tưởng sát cởi đồng, chớ có già đâu chuyện kiếp đã từ lâu chờ đến ngày ra trở về. Nên phương pháp của ta tùy trình độ, cơ cảm của tương nữ thiện nam. Chân thì đòi Phật pháp, cho kẻ có lòng mộ đạo uy căn, gây gốc thiện duyên cùng thầy tổ. Dưới dùng quyền diệu của tiên gia độ bình, để cho kẻ trong lành nhờ được mạnh, mà cảm lòng từ bi của chư vị dân trong quan. Thảm tiếp lễ dân lầm than thông tiết, mà lời lành nghe tựa hồ như nhớ quên. Nên kẻ xa xôi từ dân chẳng tới, người láng giềng tiếng kệ nhàn tay. Đến chung tùng tháng tám, ta cùng đức thầy mới tá hiệu khùng điên, mượn bút mực tiết lộ lấy thiên cơ, truyền cho kẻ cha rằng đều rõ biết. Hầu ăn năn cải quá làm lành, còn kẻ chẳng tự tâm, sao đời tội cũng chẳng trách
kinh không chỉ bao. Giờ biết đời la xa thống trị tép nghiêm hình, dân chúng nếu yêu thương sẽ lắm điều hiềm khích. Nhưng mà ta nghĩ nhiều tiền kiếp, ta cũng hy sinh vì đạo nào quan sát thân. Kiếp chót này đây á lại tiếc chi tâm phàm tục, sân vì tình quốc nghiệp tương thân cũng ủng hộ vợ che cho sắc phàm bất nổi cực mình. Bạc Liêu ngày 18 tháng 5 năm Nhâm Ngũ 1942. Nam Mô A Di Đà Phật. Chân thành cảm ơn đồng đạo Trần Văn Hương. Sửa tâm mâu tạp, niệm Phật thì phải dẹp lòng tà. Nhớ từ bi hai chữ ngâm nga, dầu làm lụng cũng là trì chí. Đó là đại ý trong bài Lời Khuyên Bổn Đạo, tức tám điều căn cấm. Phần này chúng tôi trân trọng kính mời đồng đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Lời Khuyên Bổn Đạo: khi đã coi dạng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu. Mình lầm lỗi thì dứt bỏ và giữ những điều răn cấm sau đây. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, á phiện chơi bời theo đàn điếm, phải giữ cho tròn lương lý tam can ngũ thường. Điều thứ nhì, ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm súc sắng do làm ăn và đó tu hiền chân chất. Chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Điều thứ ba, ta chẳng nên ăn xài chưng dụng cho thái quá và lợi dụng tiền tài mà đành quên nhân nghĩa và đạo lý. Đừng ích kỷ và xu phụng kẻ giàu sang, phụ người nghèo khó. Điều thứ tư, ta chẳng nên kêu trời Phật thần thánh mà sai hay hoặc quyền dụa, vì thần thánh không can phạm đến ta. Điều thứ năm, ta chẳng nên ăn thịt trâu, chó, bò và không nên sát sanh hại vật mà cúng thần thánh nào, vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha tội cho ta, vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội. Còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm hết bệnh là tà thần, nếu ta cúng kiến mãi thì chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Điều thứ sáu, ta không nên đốt giấy tiền vàng bạc, giấy quần áo mà tốn tiền vô lý, vì cõi diêm vương không bao giờ ăn hối lộ của ta mà cũng không xài được nữa. Phải để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường đối rất tần tật. Điều thứ bảy, đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Điều thứ tám, tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức.
nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng về nơi cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu vớt chúng sanh tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật. Lúc rảnh việc nên thường coi kệ dạng mà giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những tục lệ chân chánh, bỏ tất cả những xiềng dị đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi. Đạo pháp thường hãy dung với hòa, xét người cho tốt sẽ thân ta. Nếu người đó phần vui lòng thân, ta thử được người, người thử ta. Nam mô A Di Đà. Chân thành cảm ơn đồng đạo Trương Văn Bình. Đức Thích Ca xưa ở Lầu Đài, nghiệm tứ khổ nên ngài tầm đạo, lo tu tỉnh mặc ai kinh ngạo, diệt lục căn đừng nghiệm lục trần. Đó là đại ý trong phẩm Giác Mê Tâm Kệ, tức quyển thứ tư. Phần này chúng tôi trân trọng kính mời đồng đạo Đặng Thị Bạch Lan thành kính đọc lại một đoạn sấm giảng quyển tư, xin kính mời. Nam mô A Di Đà Phật. Đăng Nam Nhị Ân Nhân tùy đời, vậy mới gọi con ngoan hồ chi. Ta ra trước giết câu quyền đi, chung dần ôi ơi rạng kim rạng tầm dần đủ kia là loài xanh cầm mà còn biết kiếm tầm đạo uy đức tu vật biết tu hành nào uy đức còn người sao chẳng rứt hồng trần. Việc nghĩ tu hành phải vàng nghĩa ân kinh giới tâm chúng dân thượng nhi tây chờ bác chân rõ ràng trong mi giây nghĩ là chân truyền của đức đức ni ca. Người tôi hành cần phải tìm ra cho dân biết một đầu chân ni kiên chí linh mẫn nhìn đem ra khi kiên phải đừng cho ấy lầm lạc neo tàn. Dầu giết người hay việc của ta nên phán đoán cho tường cho nghi tầng tội giới vô chết coi nhiều bằng mới gọi ở lầm tà kiến đến vào
tiếp theo là lời đáp từ của ban tổ chức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị quan khách, đại diện cho quý cấp chính quyền địa phương, kính thưa vị vị giáo lý viên cùng chư quý đồng đạo xa gần kính mến, buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo lần thứ 208 đã được viên mãn. Nội dung chương trình thay lời ban tổ chức, tôi chân trân trọng cảm ơn chư quý đồng đạo trên tinh thần vì đạo pháp, quý vị chấp nhận tạm ngưng mọi công việc sinh hoạt của gia đình quan lâm đến đây, sự hiện diện đầy đủ tình cảm để lắng nghe những nghĩa thông quyền do nhị vị giáo lý viên diễn đạt để cùng nhau thực hành tốt đẹp qua lời chỉ dạy mà Đức Thầy kêu gọi trong bài Thu Đã Cuối Năm Xưa. Chớ chia rẽ phải đồng tâm lực, khua giọng vàng đánh thức bốn phương, chẳng hưng Phật giáo học đường dưới trên hòa thuận chọn đường nguyên. Thế nên đã trải qua bao nhiệm kỳ hoạt động đạo sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, chúng ta dẫn theo lời chỉ dạy của Đức Tôn Sư xuất tiến hổ truyền giáo lý bằng nhiều hình thức như thiết giảng giáo lý, in ấn sấm giảng thế dân toàn bộ pháp thí để bừng lên ánh đuốc từ bi chí thiện, hầu để lùi vô minh tà thuyết mê tín dị đoan, làm biến tướng sai lạc giáo lý chân truyền đạo Phật giáo Hòa Hảo, đồng dệt gác âm thanh sắc tướng lo chấm hưng Phật pháp mới lạ. Cảm ơn quý cấp chính quyền địa phương đã chấp nhận cho ban tổ chức về mặt pháp lý. Cảm ơn nhị vị giáo lý viên quyết tâm thiện xã tâm tầm đạo chánh, trao luyện đức lành, dòi mai trí huệ, nghiên cứu kệ kinh rất nhiệt tình khi tự hành Phật sự của mình. Nơi nào có sự nhu cầu và được sự phân công của ban phổ trì giáo lý trung ương thì điều kiện của nhị vị giáo lý viên đúng theo thời gian quy định. Sự phát bồ tâm cao cả của nhị vị giáo lý viên rất xứng đáng là tính kim sứ giả của Đức Như Lai. Cảm ơn các ban trị sự xã bạn đến đây để ủng hộ buổi thuyết giảng. Cảm ơn quý ông bà cô bác, anh chị em đồng đạo, quý vị đồng hành cùng ban tổ chức chúng tôi trong buổi thuyết giảng. Những nụ cười mỗi khi gặp mặt, những tràng vỗ tay nồng nhiệt của quý vị trong giờ phút giáo lý viên đến diễn đàn. Cảm ơn bộ phận thánh tiết âm thanh ánh sáng tiếp tăng. Cảm ơn ban hậu cần, dù mắc phải gấp bận với công việc của mỗi người, mỗi gia đình, cũng vì tinh thần thương thầy lo đạo, quý vị tạm gác việc làm cá nhân, thay vào đó quý vị hòa mình vào công việc Phật sự với mỗi bữa cơm, với những ly nước uống ngon ngon ngọt làm sao. Ngon ngọt ở đây không chỉ là về vật chất mà về đạo lý tình người, đó là chúng ta thực hiện câu phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Ban tổ chức chúng ta cùng đồng đạo lắng nghe vị vị giáo lý viên thuyết trình nội dung đề cương tình giảng và sự hướng dẫn chân tình hấp dẫn và đu lót để chúng ta rộng đường suy gẫm và đồng tiến bước đạo tâm phát huy nội lực. Thưa quý vị, không có sự bù đắp nào cho xứng đáng với nghĩa cử cao đẹp của chư đồng đạo và vị giáo lý viên trung ương, chỉ biết tâm nguyện hồi hướng công đức pháp thí hôm nay cho chư quý đồng đạo và vị giáo lý viên được đủ đầy sức khỏe, thực hiện theo lời dạy của Đức Thầy, hướng về phụng sự cho nhân loại sẽ gặp tình ta trong cõi yêu. Đến đây thay lời ban tổ chức kính chúc quý vị an tâm thường an lạc, đạo quả sớm nhân thành. Thân ái kính chào, Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo là tinh thần nghi thức bế mạc, kính mời quý vị đồng đứng lên hướng tâm về lễ đài, một phút trang nghiêm kính lễ Đức Phật. Kính thưa thầy, kính lễ Đức Thầy, kính thưa xong, kính mời quý vị quan khách và chư quý đồng đạo bước vào nhà ăn dùng cơm với ban tổ chức chúng tôi, ngồi vào những chiếc ghế danh dự. Làm vui mà dùng chai thanh khiết, mắt canh rau ta chấm tương chao, cơm trắng và thật mau.
bay mùi thơm ngất ngây. Lòng mang ơn dày bác nông phu cây cày. Này rau xanh màu, mưa nắng tháng ngày ra con. Muôn loài vui sống không lo ấm thu. Ai muốn cho tâm thanh nhàn thì ăn chay đi sẽ biết. Lòng thanh tai mắt đời thay đổi, đường ta đi ta cứ đi. Đã quyết nói gương từ bi thì bận lòng chi ân quán. Nếu gieo nhân bác ai vô ưu, sao trái lành quăng cây. Đừng mong đến già khi tuổi xuân chóng qua. Cùng gieo duyên lành nếu tâm quay về. Về nương mong Phật, nương Pháp giới, về nương Tăng. Nương nhờ tâm bao hoa sen nở bừng. Làm vui mà dùng chai thanh khiết, bát canh rau ta chấm tương chao, cơm trắng và thật mau. Này cơm trắng ngần bay mùi thơm ngất ngây. Lòng mang ơn dày bác nông phu cây cày. Này rau xanh màu, mưa nắng tháng ngày ra con. Muôn loài vui sống